đây, giáo sư Drew Griffin-Pauls, hiệu trưởng Đại học Harvard, Mỹ, cùng nhiều giáo sư cùng trường đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của hiệu trưởng một trường đại học danh giá nhất của Mỹ và thế giới đến Việt Nam. Theo kế hoạch, giáo sư Drew Griffin-Pauls sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 26 tháng 3 trước khi rời Hà Nội và tiếp tục đi thăm một số các nước châu Á. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà hiệu trưởng sẽ có cuộc nói chuyện dài 45 phút với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 3 về cuộc nội chiến Mỹ với chủ đề Cuộc chiến đã đi qua, hồi ức và bài học lịch sử. Theo giáo sư Drew Griffin-Pauls, là hiệu trưởng đời thứ 28 của Đại học Harvard, trên cương vị là hiệu trưởng của trường đại học hàng đầu này, giáo sư Pauls đã mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên ở mọi hoàn cảnh kinh tế khác nhau có thể theo học đại học trường Harvard College và đẩy mạnh việc nhận tài trợ từ chính phủ liên bang cho nghiên cứu khoa học. Bà đã thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế của Harvard, nâng cao vai trò của giáo dục khai phóng tại trường, cổ vũ cho phát triển bền vững, ra mắt các chương trình EdX, dự án giáo dục trực tuyến, tác hợp với Viện Công nghệ Massachusetts hay còn gọi là MTI, thúc đẩy liên kết giữa các khoa và đơn vị hành chính trong quá trình lãnh đạo trường vượt qua giai đoạn khó khăn do khủng hoảng tài chính. Bà còn là tác giả viết sách và đoạt được nhiều giải thưởng danh giá.